Cửa hàng Hoa Lan Duy Phong xin được mến chào quý anh chị yêu thích hoa lan. Trong chuyên mục Radio Phong Lan phát sóng định kỳ vào mỗi thứ sáu hàng tuần lần này, cửa hàng xin tiết lộ một số lý do vì sao người mới chơi lan nên chọn phi điệp giả hạt để trồng. Thứ nhất, phi điệp dễ trồng. Bạn nào đã từng chơi đều biết phi điệp cực kỳ dễ trồng. Các cụ xưa đã đem ở rừng về cột vào thân cây trong vườn. Không cần tưới tắm gì mà cây vẫn xanh tốt, ra hoa đều đặn. Ở nhiều nơi chỉ cần cột vào thân nhãn, mít, thậm chí là thân cau, nắng chiếu gần như trực tiếp mà cây vẫn to đẹp. Nó phù hợp với mọi vùng miền, từ miền Bắc, núi cao khí lạnh, đến miền Nam mưa nhiều, miền Trung thì khô nóng, vùng biển mặn cho đến Tây Nguyên nắng gió, đều trồng và ra hoa được. Có thể treo dưới gốc cây hoặc là ghép cây sống, treo vàng, ghép dớn, gỗ, chậu đều được và có thể chịu nắng tới 100%, trừ nơi nào có nắng quá gắt. Thứ hai, hoa phi điệp là loại hoa đẹp với màu sắc quyến rũ. Từ tím đến hồng nhạt, trắng, phi điệp là loại đa dạng nhất về màu sắc. Hiện nay, loại năm cánh trắng và trắng tuyền là loại đặc biệt được ưa chuộng. Nhưng phi điệp tím vẫn có sức hút riêng. Hình dạng hoa cũng có nhiều hình dáng khác nhau, như là cánh cong hay cụp, kích cỡ to hay nhỏ, môi hoa hình bầu hay là nhọn. Và mới chơi thì chúng ta sẽ tìm hiểu dần về mặt hoa. Thứ ba, hương hoa phi điệp rất là thơm, mùi thơm quyến rũ mà ai thưởng rồi cũng sẽ khó mà quên được. Một giò phi điệp nở thì sẽ thơm cả một khu vườn và đem vào nhà treo thì quả thật là rất tuyệt vời. Thứ tư, hoa phi điệp rất bền. Nếu không có ngoại cảnh tác động, mưa nắng và côn trùng thụ phấn, có cày gần một tháng hoa mới tàn. Thứ năm, ít sâu bệnh, thối nhũng. Đây là vấn đề lớn với người mới chơi lan. Các loại khác thường hay bị nấm, thối nhũng, nhưng mà với phi điệp thì rất là khỏe, rất là ít sâu bệnh và nấm vì mùa đông rụng lá. Và chỉ khi mưa xong nắng to thì dễ bị thối nhũng mầm non. Thứ sáu, phi điệp đa dạng về vùng miền xuất xứ như Hòa Bình, Thái Nguyên, Phú Thọ, Cao Bằng, Lạng Sơn, Cát Bà, Thái Nguyên, v.v. Mỗi nơi có đặc trưng riêng về màu và kết cấu hoa khác nhau. Do vậy, nó được giới chơi lan thích thú sưu tầm ở các vùng miền. Hy vọng rằng với 7 lý do trên sẽ khiến cho anh chị thêm yêu dòng lan giả hạt hay còn gọi là phi điệp này. Và để ủng hộ kênh Hoa Lan Duy Phong thực hiện nhiều video hay và hấp dẫn hơn nữa, rất mong nhận được sự chia sẻ video này cũng như là nhấn vào nút đăng ký kênh ở phía bên dưới. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Hẹn gặp lại quý anh chị trong các video lần sau tại kênh YouTube Hoa Lan Duy Phong.